Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về xử lý các vi phạm theo kế hoạch số 93A, từ giữa tháng 8 đến nay, các địa phương đã quyết liệt tập trung rà soát lập danh sách giải tỏa các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm mới trong năm 2020 và 2021 trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, có tình trạng cấp huyện thì quyết liệt nhưng cấp cơ sở vẫn còn chưa thực sự vào cuộc. 9 tháng năm 2021, huyện Ân Thi phát hiện 27 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, nhiều nhất là xã Đào Dương có 14 trường hợp, xã Bay Sậy 3 trường hợp. Tới cuối tháng 10, xã Đào Dương vẫn còn 2 trường hợp chưa giải tỏa được là gia đình ông Dũng ở thôn Nhuệ Giang và ông Thắng ở thôn Đào Xá. Các hộ này vi phạm làm lán để xe và trồng cây ăn quả trên diện tích đất nông nghiệp. Trong cái quá trình thực hiện ấy, thì có một số diện tích liên quan đến cái chỗ gần chỗ đê ở thôn Nhuệ Giang ấy. Có nghĩa là cái hồ sơ của chúng tôi vẫn chưa được hoàn thiện. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Ân Thi rất quyết liệt trong việc đôn đốc các ngành chức năng và các xã có nhiều vi phạm hoặc những nơi có vi phạm mới phát sinh cần tập trung giải tỏa. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã 3 lần mời lãnh đạo xã Đào Dương lên làm việc về nội dung này. Còn một số xã vẫn còn thực hiện chưa nghiêm túc và chưa hiệu quả cao, cụ thể như xã Đào Dương và xã Quang Vinh. Các đồng chí địa chính của các xã mà yếu, đặc biệt là các xã trọng tâm để giải phóng mặt bằng như các xã phía bắc của huyện, luân chuyển các đồng chí địa chính yếu và các cái đồng chí địa chính mà có năng lực tốt để về các xã liên quan đến công tác giải tỏa. Từ đầu tháng 9 năm nay, huyện Tiên Lữ đã họp và yêu cầu các xã tập trung giải tỏa các vi phạm mới phát sinh, nhưng đến cuối tháng 10 mới xử lý được 15 trường hợp vi phạm mới trong năm 2020 và 2021. Một số xã đưa ra nhiều lý do cho việc chậm trễ giải tỏa. Huyện thì cũng có cái chủ trương và cũng có cái việc đôn đốc rất tích cực. Tuy nhiên là ở xã chúng tôi do cái địa bàn rộng, chúng tôi phải cho anh em rà soát và đánh giá thực trạng từng hộ gia đình khi đi vào mà tháo dỡ được đảm bảo nó an toàn. Không chỉ ở Tiên Lữ và Ân Thi mà một số huyện như Khoai Châu, Kim Động, Phù Cử đều rất quyết liệt chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền các hộ dân xử lý vi phạm mới phát sinh trong năm nay. Với những vi phạm cũ, cần có kế hoạch theo từng tháng để tiến hành cưỡng chế, thậm chí là phải cắt điện của các hộ dân này. Thế nhưng một số xã thị trấn hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở việc rà soát, thống kê các vi phạm mà chưa tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm, tổ chức giải tỏa, đặc biệt là các vi phạm trên đất nông nghiệp.